quý vị và các bạn. Hôm nay TS Mobile xin gửi tới quý vị và các bạn bài tập hợp chiếc điện thoại iNow, một chiếc điện thoại đang được dành được khá nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng, đặc biệt là những vị khách khó tính thích những chiếc điện thoại chống nước và chịu va đập cao. Sau đây mình xin mở hộp chiếc điện thoại. Ở đây chúng ta có một thân máy, phụ kiện đi kèm gồm có sách hướng dẫn sử dụng, ổ sạc, cáp kết nối, cáp OTG và một tai nghe. Đây là chiếc máy của chúng ta. Về thiết kế của máy thì giống chiếc thiết kế của máy rất giống những cái chiếc xe ô tô địa hình, có những cái thiết kế rất là hầm hố, cầm khá là đầm tay. Đặc biệt là chiếc điện thoại này có 3 cái chức năng nổi trội để mà hầu hết những cái chiếc điện thoại của các hãng sản xuất bây giờ đều mơ ước mà không có được. Ví dụ như khả năng chống nước rất tuyệt vời, khả năng chống chịu va đập rất cao, và đặc biệt nữa là thêm thời gian sử dụng pin rất là lớn. Về thiết kế của bên cạnh của máy thì ở đây chúng ta có một khay sim, đây là nút bật đèn, trên này là cổng kết nối, phía bên trái đây là nút reset máy. Xung quanh máy thì chúng ta có thể thấy đây là một cái viền được làm bằng cao su rất là chắc chắn, được gắn với máy rất là chắc chắn, đảm bảo khi chúng ta sử dụng, trong thời gian sử dụng mà bị rơi thì sẽ không bị làm sao. Và màn hình của máy thì được làm lõm xuống, lõm sâu xuống, do vậy là cái khi mà tiếp xúc máy xuống đất thì cũng khó có thể xảy ra trường hợp vỡ màn hình. Chiếc máy này thì có 3 đặc điểm nổi trội nhất, đó là khả năng chống nước, thứ hai là khả năng chống chịu va đập rất cao, thứ ba là thời gian sử dụng pin rất là lớn. Về khả năng chống nước của máy thì sau đây mình sẽ test cái khả năng chống nước của máy. Như các bạn có thể thấy thì khi máy được đặt dưới nước thì vẫn có thể nhận các cuộc gọi bình thường. Thao tác phím bấm thì vẫn diễn ra được bình thường. Và đặc biệt là khi mà nhà sản xuất thiết kế những cái phím cứng như thế này thì chúng ta có thể sử dụng dễ dàng dưới nước. Mà các smartphone bây giờ có thể chống được nước nhưng mà không thể sử dụng được dưới nước bình thường. Đây là đặc điểm nổi trội thứ nhất của máy. Thứ hai đó là thời lượng pin. Thời lượng pin của máy thì theo nhà sản xuất thì con máy có thời lượng pin là 3600 mAh và có thể dùng được 3 tháng trong thời gian chờ. Trên lý thuyết là như vậy, còn thực tế kiểm nghiệm thì máy sử dụng được 2 tuần với những cái điều kiện sử dụng bình thường. Sau đây mình xin thử khả năng chống chịu va đập của máy. Đây, các bạn. Nó chắc chắn. Mặc dù mình bung xin